năng lượng tích cực hút tung thách thức, cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Crusader là cái kicker. Kicker. Ôi, wow. Gọn nha. Hoàng cảm giác là Tâm Vang đi dính vào bàn chân của Vũ luôn. Hay quá Vũ ơi. Rồi ai ra đề nào, ai đưa ra lời thách thức, xin mời Vũ. Cái này khó rồi. À, làm sao mà copy pass được cái động tác vừa rồi đây? Liêm sẽ đỡ. Đúng là tuyển thủ quốc gia nó có khác chứ so với cầu thủ phong trào như mình nữa. Oh, tuyệt vời Liêm ơi. 100% giống hoàn hảo. Wow, một lời đáp trả đến từ Liêm của Quỳ Môi. Bây giờ sẽ là phần ra đề của Liêm. Mà Linh cho Hoàng hỏi là thí dụ như ra đề mà cũng bị lỗi thì sao? Thì đến đội bên kia ra đề ạ. Ra đề mà cứ liên tục như thế hai bên ra đề. Ok. Đấy, cô gái của chúng ta Ngọc. Wicket đang tạm chiếm ưu thế. Ồ, chuẩn đấy. Chuẩn. Đây là lip hay là gì? 50-50 ạ. 50-50, 50-50. 50-50. Là hai bánh chạm. Hai phần trục chạm. Ồ, hoàn hảo. Một câu trả lời rất là chính xác đến từ bạn Liêm. Và bây giờ sẽ là một lời thách thức đến từ Sơn. Em kết hợp đâu 3-4 động tác vô. Đó. Đẹp. Hay quá Sơn ơi. Sẽ là Liêm ơi. Liêm này. Thêm được á. Thêm một chữ A. Wicket vẫn chưa có chữ nào. Quy Môi trả thù đi. Rồi Quy Môi kết hợp tổ hợp động tác đi em. Đây này. Oh, quá đẹp. Quá chuẩn, quá đỉnh. Là một người không hiểu gì về skate như tôi, nhưng mà tôi cũng thấy cái động tác vừa rồi nó rất là hóc búa và có vẻ như là rất là nhiều skill. Kick flip. Wow, kick flip. Đây là một trong những động tác mà chúng ta thấy được rất nhiều ở trang mạng xã hội, YouTube, ở trên TV. Ở nước ngoài rất nhiều vận động viên đã biểu diễn cái động tác này nhưng mà cực kỳ khó. Rất tự tin. Ứng dụng NetLove sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Các bạn hãy nhớ đón xem chương trình Đấu trường đường phố sẽ được phát sóng trên NetLove. NetLove kết nối tình yêu. Kính thưa quý vị, chương trình Đấu trường đường phố được phát sóng vào lúc 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của nhãn hàng nước tăng lực Red Bull, tiếp năng lượng tích cực, hút tung thách thức. Hãy sẵn sàng đến với những chủ đề tiếp theo của chúng tôi với những bộ môn thể thao đường phố và đặc biệt là những câu chuyện mà các bạn trẻ chia sẻ về đam mê, khát khao để chinh phục được ước mơ đó. Bây giờ hãy chào đón sự xuất hiện của hai đội trưởng đội cổ vũ chúng tôi nha. Đầu tiên chính là Winner ơi. Yeah. Chào anh. Đây rồi, xin mời quý vị đến với sự xuất hiện của Việt Thi. Yeah. Ngầu chưa? Chào Thi. Dạ, em rất là hứng thú với bộ môn skateboard và thật sự là có rất là nhiều nguồn cảm hứng từ skateboard đã đem đến cho em. Việt Thi đã tập môn này được bao lâu rồi? Đến là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật á. Thì chắc em tập khoảng được 2 tuần. Còn nếu như mà tính tháng thì em tập được 1 tháng. Cứ mà 1 tháng đi ha. Dạ. Ngày hôm nay là một cơ hội quý báu. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ gặp gỡ hai đội thi đấu đều là những bạn trẻ có dày dặn kinh nghiệm. Bên cạnh đó là họ sẵn sàng để cống hiến hết sức mình với đấu trường ngày hôm nay. Dạ. Nha, học hỏi kinh nghiệm nha. Dạ, thật sự. Đó. Đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của đội Wicket. Hello. Ngầu luôn. Và tiếp theo sẽ là đối thủ của Wicket, đó chính là Quy Môi. Wow, bên đây trắng bên đây đen ha. Vì sao mình đặt tên là Quy Môi hay là theo tiếng Pháp là Quy Moi? Moi có nghĩa là mới á. Quy mới, chúng tôi mới. Đúng rồi, chúng tôi mới á. Không, sao không đặt New Quy hay We New? Thế mà... nó đơn giản quá. Em muốn cái gì đó độc. Cá tính, okay. Đặc biệt, dễ nhớ đi chứ. Năm 2015 thì mình tình cờ mình xem được những video về trượt ván thì mình cảm thấy rất thích thú với bộ môn này. Vì vậy cho nên mình đã dành dụm tiền để mua cái ván trượt. Khi mà mua về thì
ba mẹ mình ngăn cản, mẹ mình bắt mình phải bán ván trượt đi, nếu không thì mẹ sẽ chặn ra để nhóm củi. Mình giấu mẹ mình chỉ có cuối tuần mình mới có thể đi trượt, cho nên việc trượt ván của mình đối với mình rất là khó. Hiện tại mình đang là chủ quán Cha Tùng. Đó cũng là nơi mà mình gặp gỡ và kết nối những skater ở tại Sài Gòn. Em đang làm một hãng thời trang quần áo màu đen và nó hướng về trượt ván và du lịch. Em làm tất cả sản phẩm theo cái style của skateboarding với lại theo cái style du lịch. Môn này là thể thao mạo hiểm. Mình đã từng chấn thương ở đầu gối, gần như là đứt dây chằng. Mình đã gặp rất nhiều chấn thương, nhưng mình nghĩ là đam mê đã giúp mình tiếp tục. Mỗi khi trượt ván thì mình mới cảm thấy mình trở về đúng con người của mình. Mỗi lần mà mình làm được chiếc mới là mình thấy cảm giác rất là vui cho ngày hôm đó. Skateboard tạo nên con người Tùng và Tùng chính là đại diện của trượt ván. Trượt ván là gần như tất cả mọi thứ quan trọng mà ảnh hưởng đến em tới cuộc sống bây giờ. Sống tốt hơn là cũng nhờ cái này. Hơn hết nữa thì em muốn chinh phục bộ môn này để chứng minh cho gia đình em và mọi người thấy bộ môn này không chỉ dành cho nam giới mà còn dành cho nữ giới nữa. Còn với WeCat thì sao nào? Xin chào các bạn, chúng tôi là WeCat, chúng tôi là những con mèo. Cat là mèo rồi đó, đúng rồi đó. Tại sao bạn chọn hình tượng con mèo? Vì nó nhanh nhẹn. Hợp lý ha. Mình tên là Tống Cẩm Vũ, mình đã trượt ván được khoảng 8 năm. Mình tên là Nguyễn Sơn, năm nay mình 28 tuổi và mình trượt ván được 11 năm rồi. Mình tên là Nguyễn Hồng Ngọc, mình trượt ván được 4 năm. Trong thời gian đầu thì mình đi trượt khá là nhiều. Gia đình cũng sợ mình ảnh hưởng việc học hành nên là cũng có ngăn cản. Mình đã có 14 lần trượt chân và cứ mỗi lần thì mình sẽ phải nghỉ một tháng, nhiều khi là hoặc hơn nữa. Sau những cái chấn thương ấy thì mình học được rất nhiều điều, sẽ cẩn thận hơn hay là mình rèn luyện được tính kiên trì để mình có thể chinh phục được trượt ván. Cái khó khăn khi trượt ván của mình đó là gặp chấn thương nhiều, gia đình ngăn cấm, thiếu điều kiện để duy trì đam mê của mình. Nhưng mà mình vẫn luôn cố gắng tập luyện từng ngày để hết mình cho đam mê của mình. Trượt ván đã mang lại cho mình rất là nhiều bạn bè. Họ không những giúp đỡ mình còn tạo cơ hội cho mình có một cái cơ hội làm việc, quay phim và trượt ván. Mình không chỉ học được những kỹ năng trượt, mình cũng học được rất là nhiều kỹ năng mềm trong cuộc sống. Trượt ván đem lại sự tự do và sức khỏe cho bản thân. Nhờ trượt ván là mình có thể giải phóng được những năng lượng tiêu cực của bản thân, giúp mình phải hơn, sống tích cực hơn. Sau những lần chấn thương thì khi mà mình bước lên cái ván trở lại và đẩy cái ván thì mình cảm thấy rất là tự do. Skateboard là một thứ gì đó rất là kỳ diệu với mình. Trước khi mình trượt ván thì mình khá là nhút nhát. Nhưng mà sau khi trượt ván thì mình gặp rất nhiều bạn bè tốt. Nên là mình đã dành được nhiều thời gian bên ngoài hơn, rèn luyện sức khỏe. Nhờ có trượt ván mà mình có thể sống đúng với đam mê của mình. Mình nghĩ là không có trượt ván thì mình đã không có những cơ hội phát triển bản thân như ngày hôm nay được. Cũng chính nhờ skateboard đã mang lại cho mình rất là nhiều năng lượng tích cực cho cuộc sống. Chúng tôi là WeCat. Một master đã giành được rất nhiều giải thưởng, bên cạnh đó là một trong những tên tuổi mà tất cả những skater khi nghe được tên của anh ấy đều cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Đó chính là Đỗ Ngọc Linh. Master Đỗ Ngọc Linh giành được rất nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Đỗ Ngọc Linh là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng skateboarding tại Việt Nam. Anh đã và đang nỗ lực để phát triển môn thể thao này, được nhiều người đón nhận hơn, cũng như giúp đỡ các tài năng trẻ trong giới trượt ván có thể theo đuổi và phát triển đam mê. Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang xem chương trình Đấu Trường Đường Phố. Rồi, đến với bộ môn này thì không biết là bạn đã đồng hành được bao nhiêu năm rồi? Em đã chơi môn này 16 năm rồi ạ. 16 năm? Trời ơi, bằng cả thanh xuân của một người đó mọi người ơi. Có bao giờ mà Linh bị chấn thương này nói chưa? Khá là nhiều ạ. Giờ ở đâu? Ở tất cả luôn ạ. Vậy là trời ơi, toàn thân tương thi tất cả luôn. Bên cạnh đó cần phải có sự tham gia của một nghệ sĩ khách mời nữa. Cũng là rapper luôn. Mà nổi tiếng hơn, đẹp trai hơn, nhiều bài hit hơn. Mà trẻ hơn nữa chứ. Ghê thiệt, cao hơn luôn. Quá dữ. Dạ, đó chính là Big Daddy. Big Daddy, rapper nổi tiếng với nhiều bản hit trăm triệu view của showbiz Việt. Ngoài khả năng rap cực đỉnh, anh còn đam mê và am hiểu về các bộ môn thể thao đường phố, đặc biệt là môn trượt ván. Hãy cùng chờ đón những phần góp ý và nhận xét của Big Daddy dành cho hai đội thi skateboard ngày hôm nay. Xin chào mọi người, lần đầu tiên cho phép Big Daddy được shout out cho tất cả các người chơi của cái môn thể thao này. Tại vì là nó thật sự là Big rất là thích cái môn thể thao skateboard này. Cảm giác cái vibe của mọi người nó rất là ngầu và ngày hôm nay rất là vui khi được đứng đây. Anh tưởng em biết trượt luôn chứ.
Không, em không biết, mà em rất là thích nhưng mà em không thể biết được, tại vì là ngày xưa cái lúc em bé là em đã từng bị ngã một lần do skateboard rồi, nên là em hơi camerun tí. Cảm ơn cú ngã đó. À không, nhưng mà chưa chắc nha, có thể là trong tương lai là em sẽ tiếp tục em Anh chưa bao giờ chơi môn này nhưng mà anh cũng sẽ thử nha. Đàn ông mà mình sợ gì. Mà nãy giờ để ý có hai bạn, trời ơi, như ốc tiêu vậy đó, nhìn cưng xỉu luôn. Mà rất là phong cách. Đội bên WeMoi là bạn Hường nè. Chào bạn. Mắt cận vậy thấy đường trượt không? Dạ, vẫn thấy ạ. Thấy hả? Dạ. Em cận mấy độ? 7 độ. Trời ơi, 7 là dữ lắm luôn á. Em đã thử bao giờ cảm giác mạnh là em tháo mắt kiếng ra em chơi chưa? Lúc đấy thì không thấy đường. Con gái chơi gì có ảnh hưởng gì tới xương khớp không em? Chấn thương thì cũng không thể tránh khỏi được. Có một lần em bị nặng thôi, bị gãy tay ạ. Trời đất ơi. Chắc anh cũng phải rút lại lời nói nãy. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được cái tinh thần của bạn là rất là tốt. Mặc dù là có vấn đề về mắt và cũng như là đã từng gặp chấn thương, nhưng mà bạn không bỏ cuộc và đấy, tiếp tục. Em này cũng tham gia ghê chưa? Nhìn ta nhỏ nhoi mong manh vậy chứ không dễ vỡ nha. Quá dữ, đúng là WeMoi, cảm ơn các bạn. Rồi đến với WeCat nè. Đó, sao không ngốc? Dạ em chào anh ạ. Cái bộ môn này mọi người có ủng hộ em nhiều không? Mẹ em thì cũng la mắng, nhưng mà tới lúc giờ đi trượt thì em cầm ván đi mà mẹ không nói gì. Cô này cứng hơn cô bên kia ha. Mỗi lần té chật chân rồi em chỉ dám nói là em đi cầu thang té. Luôn đó. Không có cái cầu thang nào mà té một tháng 80 lần hết con gái. Ngày hôm nay là ngày để con gái chứng minh cho mẹ thấy ha. Cùng với cái đồng đội rất là điển trai cá tính của mình ở trong đội WeCat. Rồi cảm ơn WeCat rất là nhiều. Thể thao sẽ mang lại cho chúng ta tinh thần lạc quan và tích cực ra sao, nhưng đặc thù của riêng mỗi bộ môn thể thao sẽ thể hiện tính cách của mỗi con người đó. Xin mời quý vị đến với vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Thách thức cá nhân. Thi đấu theo cặp một chọi một. Lần lượt từng thành viên mỗi đội sẽ thể hiện các kỹ năng tốt nhất của mình. Ban giám khảo sẽ quyết định ai giành chiến thắng. Đội nào thắng 2 trong 3 lượt đấu sẽ giành chiến thắng trong phần thi này. Kết quả vòng đối kháng cá nhân sẽ được công bố vào cuối chương trình. Và trước khi bước vào vòng thi đấu này thì xin mời chuyên gia. Và chúng ta có những cái tiêu chí chấm điểm như thế nào? Tiêu chí sẽ là cách các bạn sử dụng tất cả những cái chướng ngại vật ở trong cái sân này, độ khó của kỹ thuật, độ đẹp mắt. Còn với tiêu chí chấm điểm của BD thì sao ạ? Cũng có thể là độ đẹp mắt chẳng hạn, và các bạn có thể thực hiện cái phần thi của mình trơn tru, không có lỗi. À đúng đúng, cần phải có sự hoàn hảo trong động tác của mình. Cảm ơn BD cùng với anh Ngọc Linh. Và bây giờ WeCat và WeMoi sẵn sàng với cặp đấu đầu tiên. Ai nào? Số 1, Vũ nè, Vũ của WeCat cùng với Tùng, Tùng của WeMoi. Yeah. Hấp dẫn đây. Rồi bây giờ xin mời lượt đấu đầu tiên xin phép bắt đầu. Cặp thi đấu đầu tiên, Cẩm Vũ và Xuân Tùng. Oh, that's good. Yeah. Who is that? Oh. Quá hay luôn. Còn 30 giây nhé. Quá tốt, kỳ học quá tốt. Còn 15 giây vũ ơi. Không sao, không sao. Trích cuối. Đó. Yeah. Hay quá, rất là quyết tâm. Rồi, đến lượt Tùng. Oh, tự tin nha. Rất là bình tĩnh. Ghét không? Thấy ghét không? Anh hù mình hay sao ta? Còn 30 giây đúng rồi. Oh, 15 giây đúng rồi. Cố lên, cố lên. The last one. Cảm ơn Tùng. Cảm ơn Tùng rất nhiều. Cảm ơn Vũ. Mời cặp thứ hai là Ngọc và Hương. Cặp thi đấu thứ hai, Hồng Ngọc và Thu Hương. Ngọc đến từ WeCat. Ghê thiệt. Okay, đó. Okay, đó.
tin được ạ. Oh. Yeah, ok, cảm ơn Ngọc. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu của Hương đến từ Quy Mòi. Yeah. Cố lên. Wow. Rồi, xém được á. Wow. Yeah. Hoàn hảo đúng không Bích? Oh, wow, wow, wow. Watch out, watch out. Whoa, 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 watch out. Oh. Yeah. Wow. Một khá cao đó mọi người ơi. Oh, okay, cảm ơn Hương. Hết giờ. Cảm ơn Ngọc và Hương rất nhiều. Hai bạn chơi rất đẹp mắt. Quá. Cặp thi đấu cuối cùng, Sơn Nguyễn và Liêm Đặng. Quá đẹp. Xuất sắc. Oh. Ôi. Oh. Yeah. 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 Đẹp. Ui, nhanh. Yeah. Ok, cảm ơn Thumbs em up. Năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Một tràng pháo tay dành cho cả hai đội với phần thi đấu đầu tiên vừa rồi. Quá tuyệt vời. Thật sự là quá là tuyệt vời luôn, bởi vì bản thân em là một người có tìm hiểu về skate, và khi mà nhìn các anh chị làm những cái trick như vậy, bản thân mình rất là mê á. Thank you. Đó, còn với Winner. Winner đâu rồi? Ủa? Em đây anh, em đây. Dữ vậy? Quán, từ. Cái gì vậy? Từ từ, để rồi em vào đến nơi anh hỏi sau. Ê, em đang múa điệu qua mất thở đó. Ê, em làm cái động tác gì kỳ vậy? Giới thiệu mọi người là em hôm nay cũng chơi skate. Cái ván của em không bằng sức người mà nó bằng sức máy. À, pin sạc hả? À, đúng rồi. Không, em nghĩ là cái này không phải skateboard. Cái này chắc là một mặt hàng đến từ Quảng Châu hay gì đấy. Đây, thế em lại giới thiệu cho anh. Gì trời. Một con hàng rất đặc biệt này này. Đấy. Bên này đi làm chương trình mà có sắt đồ chơi theo nữa. Đấy. Đấy, con này là nó sẽ được điều khiển theo bằng ánh mắt của em. Ghê vậy? Trời ơi, em là RoboCop hả? Anh nhìn em làm gì có gì đâu. Đấy, anh nhìn này. Đâu? Lùi đi em ơi. Nhìn nó lùi kìa. Đâu, nhắm mắt coi điều khiển được không? Nhắm mắt là nó ngủ. Đấy, đừng im mà. Thôi ông xạo ông ơi, cái công cầm cái remote nãy giờ đó. Mấy cái này có được gọi là trượt ván không Sơn? Trượt ván thật sự là bằng cơm ạ. Hay, này, một câu trả lời chính xác luôn, bằng cơm hay bằng cơ cũng được. Không được phép tính là skateboard, tại vì là nó không phải dùng sức nhiều, nó chỉ cần là đứng lên và nó chỉ di chuyển. Nó chỉ có cái sự tương đồng với nhau là luôn luôn cần phải có được cái sự cân bằng. Nói gì thì nói, nhìn trượt ván nó cũng ngầu hơn. Ờ đúng nhìn rồi. Nó... đương nhiên rồi. Để bây giờ sẵn với tinh thần này, xin mời mọi người đến với vòng 2 của chúng ta, đó chính là thách thức đồng đội. Có 3 lượt thi đấu, mỗi đội thực hiện các động tác thách đấu của mình. Đội còn lại có 2 lần để thực hiện theo đúng các động tác đó. Nếu không thực hiện được sẽ bị nhận 1 ký tự. Đội nào nhận đủ 5 chữ cái có chữ skate trước tiên sẽ là đội thua cuộc. Cả hai đội WeCat và WeMoi sẽ kết hợp cả 3 thành viên để vượt qua được một lượt sút penalty rất là hấp dẫn. Ở vòng thi đấu đồng đội này thì chúng ta sẽ có 2 đội trưởng sẽ win để xem đội nào đi trước. Ồ, oh, chơi cách người lớn quá ha. Oh. Yeah. Oh, hip hop quá nha, biết nha. Đội WeCat đi trước nha. Rồi chúng ta hãy đến với phần ra đề của WeCat. 3 2 1 bắt đầu. Wow.
lead slide. Đó là một pha xử lý hết sức tuyệt vời. Bên này đá là ai đỡ nhỉ? Vũ đã ra đề và Tùng tiếp chiêu nè. Đội WeMoi bị một chữ S. Một chữ S dành cho WeMoi khi mà Tùng vẫn chưa có vời lại đường động tác của Vũ. Bây giờ đến đội WeMoi ra kỹ thuật ạ. Tùng sẽ ra đề nè. Với phần ra đề chưa thành công vừa rồi của WeMoi thì xin mời WeCat. Ai ra đề nào? Một lời thách thức đến từ Sơn. Đây, Liêm đây. WeMoi thêm một tí thôi là chữ K lên. Bây giờ sẽ là lời thách thức đến từ WeMoi. Biết dự đoán xem là động tác gì? Em dự đoán là sẽ là một động tác ở cái bục này. Ok. Lời ra đời tới từ Hương. Hey. Hay quá, trời ơi. Chuẩn luôn. Hay quá biết. Năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Vũ sẽ đỡ. Đó là cái kicker. Kicker. Ôi, wow. Gọn nha. Mình cảm giác là tâm ván nó dính vào bàn chân của Vũ luôn. Hay quá Vũ ơi. Rồi ai ra đề nào, ai đưa ra lời thách thức, xin mời Vũ. Cái này khó rồi. À, làm sao mà copy pass được cái động tác vừa rồi đây? Liêm sẽ đỡ. Đúng là tuyển thủ quốc gia nó có khác chứ so với cầu thủ phong trào như mình. Oh, tuyệt vời Liêm ơi. 100% giống hoàn hảo. Wow, một lời đáp trả đến từ Liêm của WeMoi. Bây giờ sẽ là phần ra đề của Liêm. Mà Linh cho Hoàng hỏi là thí dụ như ra đề mà cũng bị lỗi thì sao? Thì đến đội bên kia ra đề ạ. Ra đề mà cứ lỗi. cứ liên tục như thế hai bên ra đề. Ok. Đấy, cô gái của chúng ta Ngọc. WeCat đang tạm chiếm ưu thế. Ồ, chuẩn đấy. Chuẩn. Đây là clip hay là gì? 50-50 ạ. 50-50, 50-50. 50-50 là hai bánh chạm. Hai phần trục chạm. Ồ, hoàn hảo. Một câu trả lời rất là chính xác đến từ bạn Liêm. Và bây giờ sẽ là một lời thách thức đến từ Sơn. Em kết hợp đâu 3-4 động tác vô. Đó. Đẹp. Hay quá Sơn ơi. Sẽ là Liêm ơi. Liêm này. Rất thêm được á. Thêm một chữ A. WeCat vẫn chưa có chữ nào. WeMoi trả thù đi. Rồi WeMoi kết hợp tổ hợp động tác đi em. Đây này. Quá đẹp. Quá chuẩn, quá đỉnh. Là một người không hiểu gì về skate như tôi, nhưng mà tôi cũng thấy cái động tác vừa rồi nó rất là hóc búa và có vẻ như là rất là nhiều skill. Kickflip. Wow, kickflip. Đây là một trong những động tác mà chúng ta thấy được rất nhiều ở trang mạng xã hội, YouTube, trên TV. Ở nước ngoài rất nhiều vận động viên đã biểu diễn cái động tác này nhưng mà cực kỳ khó. Rất tự tin. WeCat thì một chữ S đầu tiên. Một chữ S cho WeCat. Chưa nói được trước một điều gì cả. Ra đề đến từ bạn Ngọc của WeCat. Ra đề fair rồi. Ra đề lỗi. Rồi bây giờ sẽ là lời thách thức đến từ WeMoi. Sẽ là Hường. Mình rất là mong chờ Hường sẽ là người ra đề. Yeah. Woo. Ôi, xém được rồi đó, xém được rồi đó. Tại cái ván Hường ơi, chứ mà tại em đâu. Lại là Vũ rồi, cứ một lần Vũ xuất hiện tôi hãy lo. Anh ấy quá tự tin đi mà. Đây là một pha bám luôn ván vào bàn chân của mình với động tác tay nha, phải có động tác tay nha. Rồi đây.
Nếu có, ấy da. Đã có liền. Đỉnh quá nha. Không ngần ngại, không chờ đợi sẽ là lời thách thức tiếp theo đến từ WeMoi. Trận đấu sắp kết thúc rồi, nếu như chúng ta có được những chiến thuật thật là hợp lý. Nào, đề bài đến từ bạn Tùng nè. Và bây giờ sẽ là một lời thách thức đến từ Sơn. Wow. Rồi WeMoi. Wow. Chuẩn quá nha. Đơn giản. Cân tài cân sức. Thường chơi cũng có chiêu lắm nha, lúc nào cũng cố ý gài mấy cái tư thế khó cho đối thủ không à. Trời đất. Trời ơi, cái gì vậy? Cái động tác gì vậy trời? Backlunge. Trông có vẻ là rất khó. Ây da. Đây. Cái này đâu có khó mà là quá khó. Liệu rằng có định đoạt được kết quả của trận đấu này hay không? Như vậy chúng ta đã có kết quả tại vòng thi đấu này. Thách thức đồng đội. Như vậy WeMoi đã có đầy đủ 5 chữ cái của chữ skate. Còn riêng với WeCat thì chỉ có 1 chữ S thôi. Cảm ơn Liêm rất nhiều. Cảm ơn WeMoi. Phần chiến thắng tại thách thức đồng đội thuộc về WeCat. Và bây giờ sẽ là vòng 3. Phần thi WeCat. Hai đội lần lượt thể hiện những động tác kỹ thuật điêu luyện của môn trượt ván. Giám khảo sẽ chọn ra 3 động tác khó và đẹp mắt nhất. Đội nào có 2 động tác được bình chọn nhiều nhất sẽ thắng cuộc trong phần thi này. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu và trình diễn của WeMoi. Cố lên nào. Bắt đầu. Những kỹ năng khó nhất. Hãy lặp đi lặp lại những động tác của mình đến khi hoàn hảo thì thôi. Các vận động viên của chúng ta liên tục đưa ra những đề bài, miễn sao là động tác được hoàn hảo là sẽ được tính. Ồ, quá nguy hiểm. Nãy giờ Hoàng chưa thấy ai bay qua bánh xe ha. Vừa rồi đâu được tính không lên. Ờ, cái đó hơi chưa đạt được khó đấy. Đấy, cái này đẹp chuẩn luôn. Một động tác. Ôi, căng ha. Trời, rất là quyết tâm đấy. Gần được. Quá đẹp quý vị. 50 đúng không? Chơi 50 đúng không? Chuẩn luôn. Tùng đã có tổ hợp động tác rất là đẹp mắt và cực kỳ hoàn hảo. Chỉ cần một trong 3 thành viên của WeMoi thực hiện thành công một động tác khó nữa là sẽ được tính trọn vẹn phần thi này. Biết không, anh cảm thấy lo sợ cho mỗi pha bình diễn bởi vì các bạn ấy không có bất cứ một cái dụng cụ bảo hộ nào hết á. Ôi, gần được, xoay đẹp quá. Cố lên Liêm ơi, tôi rất thích động tác đó, nếu như nó thành công thì cực kỳ hoàn hảo. Thường chơi rất cố gắng. Oh, rất thành công. Chúc mừng Hường, đẹp quá. Gần được luôn, trời ơi, uổng ghê. Hay quá Liêm ơi, yeah, tuyệt vời. Chúc mừng Liêm. Đẹp quá, ok, chuẩn rồi, cảm ơn các bạn. Chúc mừng Niêu Mai, các bạn được 3 động tác khó được diễn ra với sự cố gắng không ngừng của cả 3 thành viên.
Và bây giờ sẽ là phần trình diễn thể hiện những động tác khó nhất có thể của đội We Cat. Xin mời. Trời ơi, bay qua luôn cái thùng quy. Có vẻ như là độ khó đã được tăng lên khi mà chúng ta nhìn thấy một cái thùng quy. Một động tác thành công của Sơn nhưng nó chưa đạt được độ khó nhất định. Đang liên tục là những lượt cố gắng của cả ba thành viên. Wow, chúc mừng Vũ thành công rồi. Quá đẹp. Sơn và Vũ đã thực hiện thành công hai động tác rất là khó và đẹp mắt. Thành công! Đẹp đấy! À. Oh, Ngọc cũng đã thực hiện được thành công một pha. Ô đẹp nhá, nhưng mà cái trục vẫn chưa dính vào bên trong cái rail. À. Ôi, chuẩn quá. Thành công rồi, chúc mừng Ngọc. Một tràng pháo tay nữa dành cho cả hai đội rất là cố gắng. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với phần cuối chương trình ngày hôm nay cùng với đấu trường đường phố để tìm ra đội chiến thắng trong hai cặp đấu ngày hôm nay. Và rõ ràng là với sự cố gắng của cả hai đội 6 thành viên, chúng ta thấy được rất nhiều kỹ năng đẹp mắt và được trình diễn rất là hoàn hảo đến từ sự cố gắng của họ. Trong vòng 3 vừa rồi thể hiện những kỹ thuật khó nhất thì có Tùng ở bên WeMoi đã có trick impossible lead slide là nhiệm vụ bất khả thi, cái ván sẽ cuốn vào cái chân đằng sau của mình. Lip slide là trượt lên thành bằng giữa cái thân ván. Dạ, yeah. Khó à, trượt lắm đấy, à. Cái đấy rất là khó. Khó. Có Liêm làm được frontside 360 ở cái kicker. Đấy, đúng rồi, 360 có là xoay 360 độ. Đấy, mà đáp xuống một cách an toàn và dính chặt vô bàn chân mình trong ván, hay thật. À, Hương thì có pop switch 50-50. À. 50-50 là nó 50-50. Đúng rồi, 50-50. Nửa trục gài cả hai trục trên cái bục đó. Chúc mừng các ba thành viên. Ở bên WeCut thì có Sơn là có heel flip crook này. No slide, faking no slide 270. Vũ thì có ollie qua cái thùng đó. Tail slide, big spin. Ngọc thì 50-50 from side out. Dạ. Vậy là bên WeCut có mấy động tác khó à? Theo lựa chọn của em thì có ba động tác khó nhất là impossible leap, leap slide, frontside 360 và heel flip crook. Là chúng ta sẽ có Tùng, Liêm và Sơn. Tùng và Liêm cùng ở một team cho nên là phần thắng sẽ thiên về WeMoi vòng 3 này. Chúc mừng WeMoi, như vậy là vòng 3 các bạn đang giành được chiến thắng tại vòng 3 nha. Với hai động tác khó nhất có thể. Nhưng mà đó là vòng 3 thôi. Cái vòng 2 hồi nãy á, đội WeCat là giành chiến thắng khi mà WeMoi bị dán nhiều chữ hơn. Vậy là còn cái vòng 1. Đó, vòng 1 hồi nãy mình giấu kết quả mà. Thế là bây giờ là 1-1 rồi. Bích thấy vòng 1 nhớ lại xem. Nhớ lại cái vòng 1 khi mà một chọi một, kỹ thuật cá nhân của từng thành viên đấu lại với nhau á. Bích cảm thấy là vòng 1 cặp đấu giữa bạn Vũ và bạn Tùng thì
Bích thấy là bạn Vũ có vẻ như là ít mắc lỗi hơn. Và những cái phần thi của bạn ấy có vẻ suôn sẻ hơn so với Tùng. Tự tin hơn. Về cặp đấu của Ngọc và Hường, hai người cũng như vậy. Bích có theo dõi là bạn Hường đã có 3 cái trick liền nhau và không có mắc lỗi. Còn đâu về Sơn và Liêm thì cặp đấu này phải xin phải nhường cho anh Linh. Tại vì là theo cái quan sát của Bích thì là thấy hai bạn khá là tương đối nhau. Dạ, tương đồng. Rất là khó để đưa ra được cái kết quả. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần quyết định đến từ vị chuyên gia của chúng ta là Đỗ Ngọc Linh. Về mặt kỹ thuật thì với cặp của Vũ và Tùng thì mình sẽ chọn line của Vũ. Ngọc và Hường thì mình thấy line của Hường tốt hơn. Vậy là giám khảo chúng ta là có cùng một chung ý kiến rồi đấy. Bây giờ quyết định cuối cùng là quyết định luôn kết quả ngày hôm nay rồi đấy. Rồi còn cái cặp Sơn và Liêm này. Cặp cuối căng tương đồng ấy. Tỷ số đang là 1 đều luôn rồi đó. Cặp của Sơn và Liêm các bạn cũng làm được khá nhiều. Nếu về số lượng trick thì các bạn sẽ tương đồng nhau khá là lớn nhưng mà. Tuy nhiên là độ khó thì Sơn có phần nhỉnh hơn một chút, mình sẽ chọn Sơn. Chọn Sơn, như vậy kết quả đã được định đoạt chưa ạ? Đội nào là đội giành chiến thắng ngày hôm nay? WeCat. WeCat! Yeah. Xin chúc mừng WeCat giành chiến thắng ngày hôm nay, một chiến thắng rất là xích sao đối với WeMoi. Chúng ta có thiếu chút xíu thôi, thật sự là cân tài cân sức. Cảm ơn tất cả hành vi của WeCat và WeMoi. Yeah. Ngày hôm nay cả hai đội thì Bích đã thấy được cái tinh thần cũng như là cái thái độ của các bạn ở trong cuộc thi đều rất là tốt. Mỗi một cái trick các bạn làm lỗi thì ngay lập tức các bạn đã muốn quay lại để thực hiện lại và thực hiện rất là nhiều lần để cho đến khi thành công được thì thôi. Rõ ràng là đó là một sự cố gắng và Bích rất là kiểu khâm phục. Và rõ ràng rằng hy vọng là chúc cho các bạn sẽ có được một cái tương lai tiếp tục gắn bó với cả skate và chúc các bạn thành công. Yeah. Yeah. Cảm ơn Bích đi rất nhiều. Đây, xin chúc mừng Liêm nha, chúc mừng Tùng, chúc mừng Hương. À, cảm ơn các bạn, một kỷ niệm chương rất là đẹp đến từ chương trình. Còn bên đây là phần quà rất là đặc biệt dành cho đội giành chiến thắng, đó chính là WeCat, 3 chiếc nón chiến thắng bước vào đêm gala của đấu trường đường phố. Xin mời BDD trao tặng cho 3 thành viên. Cảm ơn bạn Ngọc, cảm ơn bạn Sơn và cảm ơn bạn Vũ. Và bên cạnh đó, xin mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với đấu trường đường phố